Hiếu thứ hai tiết lộ điều chưa trải lòng về Lê Dương Bảo Lâm tại 2 ngày 1 đêm. Chỉ còn chặng đua cuối cùng, 2 ngày 1 đêm sẽ chính thức khép lại mùa đầu tiên. Đoạn clip hậu trường mới đây đã hé lộ cảnh hậu trường hài hước khi các thành viên chia sẻ những điều chưa hài lòng với nhau. Trong giờ phút nghỉ giải lao, Trường Giang đã mở hội nghị bàn tròn cùng với lời đề nghị. Tình cảm anh em khăng khít là những gì quý vị thấy trên hình. Buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ ngồi hệ thống lại những gì không hài lòng với nhau. Lại mút trong đội hình, Hiếu thứ hai được anh cả mời chia sẻ cảm nghĩ đầu tiên. Nam rapper cho biết, thành viên mà anh không hài lòng chính là Lê Dương Bảo Lâm. Với lý do, em thấy anh Dương Lâm kiếm tiền trên hình ảnh của anh em, sơ hở cái là quay, đăng TikTok, YouTube đủ thứ hết. Chris Van ngồi cạnh cũng bổ sung ý kiến, anh có trả tiền cho bọn tôi không? Đáp lại, Lê Dương Bảo Lâm đã kể chuyện và đưa ra lý lẽ cực kỳ thuyết phục để đáp trả em út. Em nói như vậy thì tôi xin trả lời. Một ngày nọ, một chiếc clip tôi quay cực khổ ngoài sân bay cùng Kiều Minh Tuấn thì đồng nghiệp và bạn của em ấy lấy về up lên kênh và chúng tôi đã quyết định đánh bản quyền để dàn mặt. Thế là ngay trong đêm đó, Hiếu thứ hai điện cho tôi và bảo, kênh đó của bạn và gia đình anh em, đừng đánh bản quyền nha. Vậy thử hỏi tại sao tôi lấy hình của anh nhưng anh lại lấy clip của chúng tôi mà không xin phép, hỡi anh Hiếu thứ hai. Nghe chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm, Hiếu thứ hai đành chịu thua. Nam rapper cuối cùng cũng chốt hạ, dạ vậy thôi, anh cứ tiếp tục quay đi ạ, khiến các thành viên đều bật cười. Trong khoảng thời gian ghi hình 2 ngày 1 đêm, Lê Dương Bảo Lâm đã ghi lại rất nhiều khoảnh khắc thú vị của các thành viên, trong đó có cả cảnh Nhã Phương bị ngộ độc thực phẩm, được Trường Giang chăm sóc hết mực, hay cảnh ekip và các thành viên ăn uống vất vả cũng lọt vào ống kính của nam diễn viên. Chính vì thế, người hâm mộ 2 ngày 1 đêm luôn trông đợi những video có 102 mà Lê Dương Bảo Lâm đăng tải.